Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu đôi nam tại giải cầu lông vô địch cá nhân toàn quốc năm 2020 giữa cặp đôi áo đỏ, cặp đôi Hưng Đức của Bắc Ninh và đối thủ của Hưng Đức đó là cặp đôi Quốc Việt và Duy Nam của Bộ Công an. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hay và ngang tài ngang sức. Mời mọi người cùng theo dõi. Cũng xin phép mà bắt đầu quay video này hơi sớm để sang bên kia bình luận trận đấu giữa Tuấn Anh, Đình Tuấn Bắc Ninh và Bảo Đức, Gia Huy của Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người cứ ở đây theo dõi nha.
hơn tuổi và đánh được chéo hơn. Điểm 96 cho Bộ Công an. Số 80. Hãy subscribe.
này. Số 23. Hai điểm rất dễ có thể chơi.
trường.